Xin kính chào quý vị khán giả. Mùa hè đã chính thức bắt đầu. Thời tiết ở các tỉnh miền Trung nói chung và Nghệ An nói riêng đang trong tình trạng nắng nóng kéo dài, nền nhiệt cao, thời tiết hanh khô kéo theo nhu cầu sử dụng xăng dầu, khí đốt và điện tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Vì vậy, tăng cường các giải pháp phòng chống cháy nổ đang là yêu cầu bức thiết hiện nay. Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị tuần này. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin đô thị đáng chú ý. Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đang lấy ý kiến các tổ chức và cá nhân góp ý vào dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định hạn mức giá đất ở cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hạn mức giá đất ở cho mỗi hộ gia đình cá nhân tại thành phố Vinh sẽ không quá 100m² đất. Tại thị xã, hạn mức giá đất cho mỗi hộ gia đình cá nhân không quá 200m² đất. Tại khu vực thị trấn, ở vùng đồng bằng, hạn mức giá đất cho mỗi hộ gia đình cá nhân không quá 200m² đất. Vùng trung du miền núi, hạn mức giá đất cho mỗi hộ gia đình cá nhân không quá 250m² đất. Dự thảo cũng nêu rõ hạn mức giá đất cho cá nhân, hộ gia đình ở khu vực nông thôn hay khu vực đất bám các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 202 về việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2024. Theo đó, để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sớm hơn 6 tháng so với quy định. Ngoài luật đất đai năm 2024, Bộ Tư pháp cũng vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội cho phép luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là tin vui cho doanh nghiệp và thị trường để tháo gỡ những rào cản thủ tục còn nhiều vướng mắc trước đây. Điều này sẽ góp phần giải được bài toán thiếu nguồn cung nhà ở trên thị trường, đồng thời đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính. Dự thảo nêu rõ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 tới đây, dự thảo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định sẽ dùng chung một mẫu thống nhất đối với sổ đỏ, sổ hồng và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với tất cả mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có hai trang in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen, được gọi là phôi giấy chứng nhận, có kích thước 210 x 297mm, bao gồm các nội dung theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào những ngày cao điểm của mùa hè. Thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp, trời khô hanh là một trong những tác nhân góp phần tăng nguy cơ cháy, đặc biệt là tại các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư. Vì vậy, tăng cường các giải pháp phòng chống cháy nổ đang là vấn đề cấp thiết hiện nay. Đầu năm nay, một căn hộ ở tầng 7 chung cư Hưng Thịnh, Hưng Lộc bốc cháy. Hay mới đây nhất, chỉ cách đây một tháng, căn hộ tầng 12 chung cư CT2 Quang Trung cũng xảy ra cháy. Nguyên nhân đều là do chập điện. Những vụ việc này đã thêm một hồi chuông cảnh báo đối với cư dân đang sinh sống tại các chung cư trên địa bàn thành phố Vinh. Rút kinh nghiệm từ các vụ việc đáng tiếc đó, ông Nguyễn Văn Hiền, cư dân chung cư Cửa Tiền, cũng đã chủ động thay đổi thói quen của chính mình. Đó là rút các dây sạc và chập cầu giao điện mỗi khi đi ra ngoài. Tức là cái việc mà cắm điện trong nhà, trong gia đình ấy, là nhiều khi bản thân nhiều khi đi ra cũng có những cái quên, tức là khi hoặc là không cắt cái cầu giao coi như là của cái đó. Nhưng mà sau khi những việc cụ thể rồi ấy, thì chúng tôi cũng tuyên truyền, bản thân tôi cũng coi như là rút kinh nghiệm. Ý thức được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy, cư dân chung cư Cửa Tiền cũng đã chung tay lắp đặt mới tủ trung tâm báo cháy, hệ thống máy bơm tự động và di chuyển toàn bộ xe máy điện ra phía ngoài tòa nhà. Tất cả đều với mục tiêu phòng ngừa và hạn chế các vụ cháy có thể xảy ra. Ở đây chúng tôi quan tâm nhất đó là hướng dẫn cho nhân dân là biết được cách sử dụng các cái phương tiện chữa cháy được trang bị và biết được cách cái báo động khi có sự cố cháy xảy ra. Chung cư, chợ dân sinh hay nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh,
là những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Thực tế cũng đã chứng minh điều đó. Vì vậy, tự chủ động phòng ngừa trở thành một nhiệm vụ thường trực với rất nhiều người dân. Đơn cử như ở chợ Bến Thủy này, ngoài hơn 200 bình chữa cháy do ban quản lý chợ trang bị, thì mỗi tiểu thương cũng tự mua thêm một bình chữa cháy đặt trong mỗi ki ốt như thế này. Trên phản đồng là gọi là chợ là tài sản của nhà chị đó, nhà mình phải bảo vệ tài sản của mình nên mình tự lo tự nỡ thôi. Ở đấy cái nhà nào cũng có hay là như thế nào? Nhà nào cũng có em ạ, ở nào cũng có. Ngoài cái kiểm tra của công an phòng cháy chữa cháy hàng năm á, chúng tôi là cứ một tháng á là chúng tôi cũng kiểm tra hai lần. Đấy, một là cứ vào khoảng giữa tháng và đầu tháng là chúng tôi sẽ kiểm tra là đều là có biên bản, là có hồ sơ đều lưu lại để trong quá trình kiểm tra và theo dõi quá trình là chuyển biến. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các cơ quan đơn vị phối hợp kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Cụ thể đã có 1.700 cơ sở được kiểm tra hướng dẫn, từ đó phát hiện sai phạm, lập 62 biên bản vi phạm hành chính, nộp ngân sách 165 triệu đồng. Qua theo dõi kiểm tra thì thấy được là công tác phòng cháy có sự chuyển biến tích cực, trong đó là cái việc mà người dân, cái quan trọng nhất là người dân đã nâng cao được ý thức, nhận thức của mình, trách nhiệm của mình đối với công tác phòng cháy. Thì hình như bây giờ đối với cơ sở nào, và đặc biệt là kể cả người dân, người ta đã biết cách sử dụng trang bị phương tiện để mà có thể xử lý khi đám cháy mới phát sinh. Theo thống kê, năm 2023 toàn tỉnh xảy ra 68 vụ cháy, còn 4 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh xảy ra 22 vụ cháy, 44 vụ xảy ra sự cố cháy. Gần 1/2 những vụ cháy nói trên là do sự cố của các thiết bị điện. Điều này đặt ra một thách thức trong công tác phòng cháy hiện nay. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điện lực của các cấp để thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy về điện, đặc biệt là các việc kéo các dây dẫn, lắp đặt các thiết bị điện ở 6 công tơ điện ở tại các khu dân cư, hộ gia đình, các cơ sở sản xuất sử dụng cái nguồn điện năng lớn để kịp thời thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị điện, hạn chế thấp nhất các nguy cơ gây ra cháy nổ với điện. Theo dự báo, mùa hè năm nay thời tiết sẽ có những đợt nắng nóng kỷ lục, nhu cầu sử dụng điện cũng sẽ tăng cao. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Vì vậy, cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các phường xã cũng có vai trò rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động và kiểm tra nhắc nhở người dân phòng chống cháy nổ. Ủy ban phường, ban chỉ đạo cũng như là tổ công tác là quá trình thực hiện kiểm tra là hướng dẫn cho người dân, các tổ chức thực hiện công tác quản lý sử dụng điện trong hộ gia đình và tổ chức sản xuất đúng quy định. Đặc biệt là tiếp tục vận động theo nội dung chỉ đạo là nhà tôi có bình chữa cháy thì từ trong quý 1 trên địa bàn phường Vĩnh Tân các hộ dân đã mua sắm được gần 1.000 bình phòng cháy chữa cháy tại gia để bổ sung vào các cái điều kiện cơ sở vật chất để phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng. Mỗi năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường có 2 đến 3 đợt cao điểm đi kiểm tra nhắc nhở và xử lý các vụ vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở. Nhờ vậy, các lỗi vi phạm được chỉ ra và hệ thống phòng cháy cũng dần được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, cẩn trọng không bao giờ là thừa, bởi cháy nổ luôn tiềm ẩn, đặc biệt là trong mùa nắng nóng như hiện nay.